Đây là cách con ếch mẹ chăm sóc và bảo vệ những đứa con của mình. Trong suốt quá trình trứng nở và phát triển thành ếch con, ếch mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ những đứa con của mình khỏi những kẻ săn mồi. Sau khi trứng nở thành nòng nọc thì con ếch mẹ này sẽ dùng hết sức mạnh của đôi chân phá cái bờ ngăn cách để cho con của chúng được thoát ra ngoài. Ếch mẹ rất kiên trì, dù cho bờ ngăn cách có xa và cứng thì nó vẫn quyết tâm đào cho bằng được con đường để những đứa con của mình bơi ra ngoài và tiếp tục phát triển.